Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và số điện thoại liên hệ trực tiếp đặt hàng với chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Và hình thức bán hàng bên em thì em sẽ gửi hàng qua bên bưu điện cho các bạn và các bạn đặt hàng thì cho em xin tên và địa chỉ và đơn hàng. Qua tin nhắn hoặc là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại cơ sở chúng em nhé. Rồi em sẽ gửi hàng COD cho các bạn, sẽ có bên bưu tá phát hàng tận tay và thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ báo giá rất là nhiều loại lan mà bây giờ đang có nụ để cho các bạn chơi đam mê lan trên quốc luôn. Đó thì như ở đây các bạn đang thấy là em có những cái giày Vanda rất là to và có cả hàng Vanda kg, hàng Vanda thì bây giờ nó đang có nụ nhé các bạn nhé, và có cả đùi gà tròn Tây Bắc đang có nụ này, với cả lan đai châu rừng cũng đang có nụ và đang hoa rồi các bạn ạ. Đai châu rừng thì hiện giờ em còn có hai loại, loại cây to và loại cây tầm trung. Và ở bên trên đấy thì em có cả kiếm đỏ đang nụ luôn các bạn nhé. Đó, và rất nhiều loại lan để cho hoa vào mùa xuân. Ví dụ như hoàng thảo vôi, hoàng thảo ngọc thạch ba màu, hạc vĩ bây giờ cũng đang nụ này, có cả một chút hạc vĩ hôm nay. Và có điện biên đông hàng rừng, có thập hoa, những loại lan này cũng nở vào mùa xuân. Kim điệp xuân đang nở chuẩn bị cho nụ. Và sơn thủy tiên, có kiều vàng, có trúc mành cũng nở hoa mùa xuân nhé các bạn nhé. Và có hoàng thảo tam bảo sắc, là một cái dòng hoàng thảo hoa rất là sặc sỡ. Và có phi điệp vàng, có lan đuôi chuột, có lan kim thoa giá rất là rẻ, và lan môi tua giá cũng rẻ này. Có kim điệp thơm là nở hoa dịp Tết nhớ các bạn nhé. Đấy, bây giờ em đi vào giới thiệu những mặt hàng chi tiết của từng phần lan và từng loại lan theo hàng kg cho các bạn luôn. Như ở đây các bạn đang thấy em có hai dề Vanda bóc nhé các bạn nhé, hai dề Vanda bóc rừng. Dề này có 4 ngọn này. Đó, hai dề này em bán kèm nhau là 300.000 nhé các bạn nhé. Đó. Cây thì bây giờ đang rất là nhiều nụ luôn các bạn ạ. Đấy, những cái nụ hoa là nó chỉ nở sau Tết từng chút thôi. Nhưng về nơi khí hậu mà ấm áp hơn ở vùng Cao Bằng chúng em á thì sang năm hoa sẽ cho đúng mùa Tết luôn. Dòng hoa Vanda hương chanh hoa rất là thơm nhé các bạn nhé. Bây giờ đang nụ rất là nhiều. Những cây này có nụ ở trong bẹ lá nhé các bạn nhé. Đó. Hai dề này thì nó tổng vào tới hai dề này là một dề này là 4 ngọn này, còn dề này là 3 ngọn nhé các bạn nhé. Dề bên dưới là 3 ngọn rất là đẹp luôn. Đấy, dề bên trên này 4 ngọn nhưng mà nó hơi xấu hơn một chút. Lá nó không được xếp bằng cái dề 3 ngọn này và hai cái con. Dề 3 ngọn này hai cái con nó có lá xếp rất là đẹp luôn. Đấy, tổng hai dề này là vào 4 ngọn này và 5 ngọn rồi, tất cả và 9 ngọn cả to lớn nhỏ nhé các bạn nhé. Là có giá là 300.000 thôi. Còn ở đây em có một khúc nguyên bản cắt ở rừng về nhé, còn liền cả gỗ luôn này. Nhưng mà khúc gỗ khá là nặng nhé các bạn nhé. Dề nguyên bản này thì có giá là 600.000 các bạn ạ. Thì tổng thể nó gồm 1 ngọn, 2, 3, 4, đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ngọn các bạn ạ. Đấy, những cái nụ đang rất dài như này rồi đấy các bạn ạ. Đấy, những cái nụ này khả năng nở hoa vào Tết rất là cao luôn. Tại vì nó bây giờ những cái nụ này đang rất là dài rồi. Nhưng mà khúc gỗ thì nó tương đối là nặng nha các bạn nhé. Cái này thì nếu mà các bác đặt hàng mà tiện xe thì em sẽ gửi xe cho các bác được. Còn các bác mà chấp nhận nhận hàng qua bên bưu điện thì em gửi hàng cho thôi. Tại vì khúc gỗ này nó cả dề này nó nặng chừng khoảng 7kg cơ các bạn ạ. 7kg thì nó tiền cước của nó sẽ rơi vào độ khoảng 47 đúng không, 47 28 200 250 đến 280.000 nếu mà ship nhanh.
còn ship chậm thì nó rơi vào độ hơn hơn trăm tỷ đó. Đấy, nên là các bạn đặt hàng giày này thì em sẽ đóng gói và gửi lan cho các bạn nhé. 600.000 thôi giày này. Đấy, em đặt luôn tên, để luôn mã của giày này là giày số 2 nhé các bạn nhé. Còn giày số 1 là 300 đây nhé các bạn. Giày số 1 là giày box này nhé. Còn ở đây một khúc lá xếp cây to rất đẹp luôn này. Đấy, xếp chân rết luôn các bạn ạ. Đấy, cây này thì bây giờ vẫn những cái bẹ là những cái nụ nó vẫn chưa ra. Nhưng mà sắp tới thì những cái nụ nó cũng sẽ đâm ra thôi nhé các bạn nhé. Tại vì bây giờ nó đang nằm sóc bẹ lá rồi. Đó, cây này ra nụ nó hơi muộn chút. Dề này cũng có, nó cũng nặng vào chừng khoảng 7 kg. Nó cũng là một dề nguyên bản nhé các bạn nhé. Chặt cả khúc gỗ nguyên ở rừng về này. Đấy, gỗ còn tươi nữa nên là nó rất là nặng luôn. Dề này rất là đẹp. Cây to đều mà lá xếp luôn các bạn ạ. Đếm đếm ngọn cho các bạn nhé. 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, 7 ngọn. 7 ngọn này có giá là 800.000 nhé các bạn nhé. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Mà cây này, đấy, nhìn cây rất là đều đẹp này. Lá to, thân to rất đẹp luôn. 800.000 cho dề Vanda số 3 nhé các bạn nhé. Dề Vanda này nguyên bản nhé các bạn. Rễ cũng rất to luôn. Mỗi tội khúc cây nó cũng rất to và rất nặng, nó tầm 7 kg. Thì cái tiền ship nhanh của nó rơi vào độ khoảng 250-300.000. Đó. Còn nếu mà các bạn ship chậm thì nó chắc rơi độ khoảng 1 tuần thì các bạn nhận được hàng. Tại vì ship chậm thì nó, cái mặt hàng bây giờ giáp Tết nữa họ không ưu tiên mấy, nên là thực sự là nó sẽ đi rất chậm luôn. Nếu mà tiện đường xe thì em sẽ gửi xe cho các bạn được nhé. Còn ở đây em còn một dề Vanda số 4 đây. Dề này cũng rất là to đẹp luôn. Nhưng mà bị do những cây này dài quá này, những cái lá ngọn này nó bị nát nát chút nhá các bạn nhé. Nhưng mà ngọn thì của nó thì vẫn còn phát triển được tốt các bạn ạ. Đấy, dề này thì hiện giờ vẫn chưa có nụ hoa. Dề này thì có giá là 500.000 thôi các bạn ạ. Cây rất to luôn. Nhưng mối tội là những cái ngọn lá này nó bị dập gãy, nên là rất là tiếc luôn, không được đẹp mấy. Có giá 500.000 nữa. Đó, rất là dài đẹp luôn. Dề này thì khúc cây nó nhỏ, nhưng khúc cây này có khả năng là bóc ra được nhé các bạn nhé. Bóc ra về các bạn ghép lại thì nó vẫn ok. Tại vì những cái rễ của nó còn tươi thì không sợ mấy. Dề này cũng có rất là nhiều ngọn luôn các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn. Em đếm sơn là có 6 ngọn này, 7 ngọn cả ngọn ở gốc này. Và rất là nhiều ngọn cây con nữa các bạn ạ. Xem nào, 1 ngọn, 2 ngọn, 3, 4 ngọn cây con, 5 ngọn cây con luôn các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Và ở bên này đây thì em có Vanda hàng kg. Vanda hàng kg bây giờ đang lụ nhé các bạn nhé. Vanda thì hoa cực kỳ là thơm rồi. Đấy, về đến vùng đồng bằng mà khí hậu ấm áp hơn thì nó nở hoa dịp Tết thì để vừa xem hoa vừa thưởng mùi hương của nó thì còn gì bằng, đúng không các bạn? Có giá là 150.000 một cân thôi các bạn ạ. Hiện giờ em đứng cạnh đây mà riêng thân lã, thân rễ của nó đã thấy thơm rồi các bạn ạ. Nên là cái hoa của nó mùi cũng rất là đặc sắc. Hàng này thì có cả xếp lẫn lộn nhau nhá, xếp lướt lẫn lộn nhau. Đấy, có những cây nào nở hoa sớm thì nó đang có hoa ở đây. Đó. Nhưng mà hoa này thì tại vì vận chuyển về thì nó bị sạm màu đi, màu nó không được sặc sỡ mấy các bạn ạ. Đấy, bông hoa của nó cũng rất là to luôn. Mà hoa thơm các bạn ạ. Có mỗi một cần hoa này nở ở đây thôi nhưng mà rất là thơm rồi các bạn. Đấy. Cây nào cũng đang cho nụ hết rồi các bạn ơi. 150.000 một cân ạ. Còn đây là lan đùi gà Tây Bắc. Đùi gà Tây Bắc thì hôm nay về được khoảng chục ký. Đấy, thân vàng óng luôn này. 230.000 một cân thôi các bạn. Đấy, rất là đẹp. Đùi gà Tây Bắc thì bây giờ đang lên nụ như này đây các bạn. Đang sưng mắt nụ này, chi chít luôn này. Đó. Đấy. Đấy, những thân nhỏ nhỏ này nó cũng đang cho nụ luôn này. Đấy. Đấy. Đợt hàng này rất là ưng ý, rất là đẹp luôn. Đấy. Đợt hàng này dù gì thì
ghép lên thôi thì bán sau này bán hoang rất là ok rồi. Đấy, có những cây mà nụ nó đang to như này rồi đây các bạn. Đùi gà thì cả những cái thân già, ví dụ như thân này đây, thì khí hậu mà thích hợp thì cho dù nó là thân già nhưng mà nó vẫn cho hoa được tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, nên là chúng ta đừng có cắt thân già nhé. Đó, tại vì hàng này thì hàng rừng sẽ có thân già và thân tơ nhé các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn đặt hàng mà cứ đòi lấy thân tơ như hàng của tàu kia thì em không có đâu. Đấy, em bán hàng rừng thì sẽ có cả thân tơ và thân già. Đấy, hàng này rất cực kỳ là đẹp luôn, 230.000 một cân nhé các bạn. Đó, từ trên xuống dưới nó đấy sán sán nhau hết này. Đó, đang nụ này. Đấy, sang năm nụ sẽ mọc ở trên này, em nở ở trên tiếp này. Mỗi một thân này thì thường thì nó đều nở cho hai mùa hoa hết, là sau 2 năm nó mới hết hoa cơ các bạn ạ, cho một thân cơ. Đó, rất đẹp luôn. Và còn đây là hoàng thảo vôi nhé các bạn ơi. Hoàng thảo vôi, hàng đẹp đây là 260.000 một cân ạ. Hoàng thảo vôi thì hoa thì không thể chê được rồi, vì nó có một cái lưỡi màu trắng như vôi và có cái cánh màu tím rất là đẹp luôn. Cái loại hàng dài đẹp, có thân hoa đầy đủ, tất nhiên có cả thân già nhé các bạn nhé. Hàng rừng thì đặc điểm của nó là vậy rồi, thân hoa thân già lẫn lộn nhau theo từng khóm như này đây. Đấy, 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 như dề này đây thì nó rơi vào độ khoảng 4 thân hoa thôi, 4 đến 5 thân hoa. Và thân già thì tất nhiên nó luôn luôn có nhiều hơn thân hoa, vì hàng dề. Thân già nó còn trữ dinh dưỡng để nó nuôi những thân tơ. Đấy, loại này nở hoa vào xuân nhá, 260.000. Còn ở bên này đây em có cái loại hàng cây ngắn, hàng giống và có hàng gãy thân hoa, thì lẫn lộn nhau, có giá là 200.000 một cân thôi các bạn ạ. Hàng giống này 200.000 một cân. Đó. Còn ở đây là đai châu hàng rừng. Đai châu hàng rừng này có giá là 550.000 một cân nhé các bạn nhé. Bây giờ nó đang nụ đây. Đấy, đang nụ như này đấy. Đai châu mùa này thì nó hơi heo lá một chút, nhưng mà về các bạn ngâm chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc là B1 nhé, ngâm hai loại chế phẩm này thì chúng ta nó vừa giúp kích thích rễ mà sẽ giúp cây tươi lại. Chúng ta ngâm độ khoảng 2 tiếng vớt lên treo nhé, treo để cây nó ráo dần. Rồi sau một vài hôm thì chúng ta bắt đầu tiến hành ghép vào trụ hoặc là ghép vào chậu thôi các bạn ạ. Đấy, loại này loại cây trung, độ khoảng 10 đến 15 cây một cân thì có giá là 550.000 một cân. Còn loại này đây thì loại cây to, nó rơi vào độ khoảng 6 đến 7 cây một cân thôi. Đấy, thì cũng có giá là 550.000 một cân. Đấy, đồng giá là 550.000 một cân, cả cây trung lẫn cây to như này. Đấy, nên là các bạn thích đặt loại hàng nào thì cứ báo với bên shop chúng em là đặt hàng loại cây to hoặc là loại cây trung nhé các bạn nhé. Đấy, đây là những cây mà đã nở hoa này. Đấy, hoa đai châu thì rất là thơm và nó nở hoa rất là bền hoa. Đấy, em đang cầm giới thiệu cho các bạn chi tiết như vậy mà đang rất thơm luôn. Rồi, còn ở trên này đây thì em có lan kiếm đỏ nhé các bạn nhé. Kiếm đỏ thì cho cần hoa đỏ rực rỡ luôn các bạn ạ. Đấy, kiếm đỏ bây giờ nó đang lên những cái mắt ngủ, mắt nụ này đang to cỡ này rồi đây. Đây là những cái mắt nụ nhé, thân nụ nhé các bạn nhé. Để sắp tới chúng ta chơi hoa chừng tháng 5 đến tháng 7 về cái dòng kiếm đỏ này, mỗi bó là 70.000 một bó như này nhé các bạn nhé. Đấy, em có làm thành từng bó luôn cho các bạn dễ đặt hàng. Mỗi bó này về trồng đủ một chậu rất là đẹp luôn. Đấy, mỗi bó thì nó có độ khoảng 3 đến 5 tép. Đấy, củ nhỏ thì nó sẽ được nhiều củ hơn, mà củ to thì nó sẽ được chừng khoảng 3 củ. Đấy, là 70.000 một bó nhé các bạn nhé. Còn đây là ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu có giá 180.000 một cân. Đấy, ngọc thạch 3 màu thì hoa cực kỳ là sặc sỡ thôi, mà bông rất là to. Còn đây là long tu xuân, hàng cây giống này có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, loại này thì nó dài độ khoảng 5 đến 20 cm. Đó, mà chúng ta mua một cân về làm giống thì được rất là nhiều đầu cây tơ.
Còn đây là long tu hàng đẹp để chúng ta chơi hoa trong mùa tới luôn, thì thân nó rất là dài mượt mát luôn. Dài trên 30 cm trở lên nhá các bạn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm, đặt hàng đẹp sẽ được hàng đẹp mà sẽ không bị gãy thân hoa. Ví dụ như kiểu là gãy giữa thân này thì em bỏ vào hàng giống chứ không để đây được. Tại vì cái này là hàng đẹp thì tiền nào là của đấy. Hàng giống thì có giá rẻ và hàng đẹp có giá nó đắt hơn. Đấy. Thỉnh thoảng có những cây nó bị gãy đầu như này thôi. Đấy. Giá cái long tu xuân hàng đẹp là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đó. Đấy, như cây này đây thì nó bị gãy thân hoa này thì phải lọc sang bên này, tại vì các bạn đã lọc hàng chưa được kỹ. Đấy, 260.000 một cân thôi. À 250.000 một cân, em xin lỗi nhé. 250.000 một cân ạ. Còn đây là điện biên đông. Lan hoàng thảo điện biên đông cho hoa màu vàng rực rất là đẹp luôn. Đấy, mùa này thì cây đã xuống hết lá và chuẩn bị chờ hoa thôi. Loại này thì có giá là 150.000 một cân. Còn đây em còn chút hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc em đã về xử lý vặt hết những cái lá, những cái lá của nó đi. Và bây giờ nó đang sưng nụ rất là nhiều nhé các bạn nhé. Hạc vĩ bắc thì bây giờ sẵn đang sưng nụ này. Đấy, những cái nụ đây đang trồi ra như vậy đây. Đấy, hạc vĩ bắc có giá là 260.000 một cân nhé các bạn nhé. Em còn chừng khoảng 3 cân ở đây này. Và còn đây là lan hoàng thảo thập hoa có giá 150.000 một cân. Toàn hàng dề thôi các bạn ạ. Hoàng thảo thập hoa thì những dề nhỏ nhất thì nó cỡ này. Đấy, 150.000 một cân. Loại này hoa cũng màu tím rất là đẹp luôn. Hàng dề dễ ghép. Còn đây là kiều vàng. Đấy, kiều vàng thân to đều, nhiều lá luôn. 160.000 một cân. Đó. Còn ở bên này đây cũng là kiều vàng, nhưng kiều vàng này là hàng cây nhỏ, hàng rời nhé các bạn nhé. Hàng cây nhỏ nữa. Có giá là 110.000 một cân thôi. Đấy. Loại này chúng ta lấy về làm giống, rất là thích hợp để cho các bạn làm nhà vườn thích trồng số lượng nhiều và sau này bán thành giò. Còn ở đây là hoàng thảo tam bảo sắc, loại hoa này nở hoa vào cuối mùa xuân này. Đấy, hoàng thảo tam bảo sắc có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoa rất là sặc sỡ. Đấy, dòng này với cái thằng trúc mành thì hoa nó tựa tựa giống nhau, rất là sặc sỡ luôn. Còn đây là hoàng thảo trúc mành. Hoàng thảo trúc mành phiên hôm nay bán giá là 220.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, giá rất là ưu đãi luôn cho các bạn. Em giảm giá, xả hết chỗ này là 220.000 một cân ạ. Còn đây là lan sơn thủy tiên, hàng dề rất là đẹp luôn, cây bóng mượt này. 200.000 một cân, sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Đó. 200.000 một cân ạ. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân có giá 150.000 một cân. Kim điệp xuân đang chuẩn bị lên mùa nụ nhé các bạn nhé. Nên chúng ta nên mua sớm, tại vì nụ kim điệp xuân rất là mảnh luôn. Nó rất là nhỏ mảnh và rất dễ gãy. Đấy. 150.000 một cân ạ. Còn đây là kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy các bạn. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm này nở hoa đúng Tết mà hoa cực kỳ là thơm rồi. Cái này thì hàng giống nhé các bạn nhé. 180.000 một cân thôi. Loại hàng cây giống. Đó, cây nhỏ nhé. Đấy. Cây nhỏ nó vẫn cho hoa bình thường các bạn ạ. Đấy, những cây nhỏ nhỏ này đây là nụ hoa của nó đây. Đó. Đấy. Hoa rất là thơm. Còn ở đây là hàng to đẹp đây. Kim điệp thơm, hàng to đẹp này có giá là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Loại này thì cho nụ rất là đều và rất là nhiều luôn. Đó. Bây giờ đang nụ rất là nhiều này. Đó. Loại này chúng ta mang về trồng ghép sang năm thì có hoa chơi Tết rất là đẹp luôn. Mà lại thơm nhé các bạn nhé. Đó. Ở đây vẫn còn lấn lác đác một chút hàng cây nhỏ. Nhưng mà rồi lúc có lan thì các bạn cứ yên tâm là sẽ nhận được hàng chừng cỡ này trở lên. Nên các bạn cứ đừng, không phải lo là sẽ nhận được hàng nhỏ mà hàng xấu. Đấy. Đó. Rất đẹp luôn. Đấy. Đấy, chừng cỡ này trở lên cây bóng mượt khỏe khoắn cho các bạn. Đó, những cái thân già này nó vẫn cho nụ bình thường đây. Dòng hoàng thảo thì tính của nó thế, cho nụ rất là đều. Còn ở đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua cũng đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhé các bạn nhé.
150.000 một cân ạ. Một thảo mùi tua cho màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, nở sau Tết một thời gian thôi. Còn ở đây là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi thì bây giờ đang nụ rất là nhiều luôn các bạn. Đây, những cái nụ đang sưng như này đây. 280.000 một cân ạ. Đó, hoàng thảo u lồi. Đây có những cây tơ mà nó lên cỡ này rồi đây. Dài cao cỡ này rồi. Đấy, hoàng thảo u lồi thì cái thời điểm mà nở Tết cũng rất là ấy. Tại vì ở dưới miền xuôi thì thời tiết nó nóng ẩm hơn thì sẽ nở hoa sớm hơn là ở miền núi nha các bạn nhé. Đó, còn ở đây là lan kim thoa. Kim thoa thì có giá là 100.000 một cân thôi. Đấy, thân vàng óng rất là đẹp luôn, lan kim thoa. Kim thoa thì cho màu vàng và nhị tím nhé các bạn nhé, rất là đẹp. Còn đây là lan đuôi chuột, 150.000 một cân. Đó, đấy. Còn chưa lọc hàng, cây nào mà xấu nhỏ quá thì chúng em sẽ lọc hàng ra cho các bạn. Các bạn nhận hàng được ít nhất nó phải cỡ to, cỡ này trở lên. Nên các bạn cứ yên tâm là nhận hàng đẹp nhé. 150.000 một cân. Còn đây là phi điệp vàng, cũng 150.000 một cân. Phi điệp vàng thì còn được chừng khoảng 3 cân như này. Đấy, cho phiên hôm nay. Đó, vừa rồi là những mặt hàng lan mà hôm nay em có hàng về để giới thiệu, chia sẻ cho mọi người. Rồi các bạn thích mặt hàng nào thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Các đơn hàng mà ở trên Zalo thì thời gian bên chúng em thì rất bận rộn nên là không nhận hàng ở trên Zalo được. Nên các bạn rất mong các bạn thông cảm là nhắn tin trực tiếp cho em. Đấy, nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian, nhắn tin trực tiếp đơn hàng và địa chỉ cho chúng em luôn. Rồi chúng em sẽ ok và gửi lan đi trong ngày cho các bạn nhé. Đó, em Ngọc Bình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.